Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Trung Khỉm và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập, được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính thì các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất, hãy xem phim và tự cảm nhận. Billy Milligan, tên tội phạm nổi tiếng bậc nhất, không phải bởi hắn đã làm ra rất nhiều những điều khủng khiếp chưa thể nào đem lên bàn cân với những tên tội phạm nổi tiếng, nhưng Billy lại nổi tiếng vì hắn có đến 24 nhân cách, một dạng bệnh lý tâm thần đã giúp hắn thoát khỏi hoàn toàn tất cả các cáo buộc bao gồm cướp của, hiếp dâm, thậm chí là giết người. Cuộc đời của Billy Milligan bủa vây trong những tranh cãi. Billy thực sự là ai? Có thật hắn bị đa nhân cách không? Hay đó chỉ là một màn trình diễn của một thiên tài biến thái? Nếu thực sự hắn bị đa nhân cách, thì việc được tha bổng cho toàn bộ tội trạng thì có công bằng cho các nạn nhân hay không? Bác sĩ đã kết luận các nhân cách của hắn đã hợp nhất lại. Vậy thì nhân cách chính này có phải Billy nữa không? Ý kiến của các bạn thế nào? Hãy comment bên dưới. Còn bây giờ là câu chuyện cuộc đời của Billy Milligan, kẻ sát nhân với 24 khuôn mặt. Năm 1997, tại trường đại học Ohio, một nơi rộng lớn với địa hình phức tạp, chỉ trong vòng 12 ngày, 4 vụ tấn công tình dục đã xảy ra khiến cho mọi người cực kỳ lo sợ. Tất cả các nạn nhân đều bị tấn công ở bãi đỗ xe. Hung thủ đã dùng súng khống chế nạn nhân, ép họ phải làm theo ý hắn. Hắn thậm chí còn cướp tiền, trang sức của nạn nhân. Hai vụ đầu tiên xảy ra gần trung tâm y tế, vụ thứ ba thì ở gần ký túc xá. Đến vụ thứ tư thì nạn nhân là một nhân viên văn phòng ở gần đó. Càng ngày phạm vi hoạt động của thủ phạm càng mở rộng, khiến mọi người càng sợ hãi hơn. Một điều kỳ lạ là các nạn nhân nói rằng hung thủ rất có sức hút, thậm chí có người còn đồng ý cho hắn đi nhờ sau khi mọi chuyện xảy ra. Nhưng mà nếu có sức hút tầm đó thì tại sao hung thủ phải túng quẫn làm liều như vậy? Vì tất cả các vụ án đều xảy ra trong xe của nạn nhân, thế nên là cảnh sát dễ dàng thu thập được dấu vân tay của hung thủ. Đem so sánh với hồ sơ thì cảnh sát đã tìm được Billy Milligan, vì tay này đã từng ngồi tù một lần ở Ohio. Cảnh sát lập tức đến khám nhà và bắt giữ Billy. Họ dễ dàng tìm thấy đồ đạc của nạn nhân được giữ trong nhà như chiến lợi phẩm. Bên cạnh đó là một số bức tranh cực kỳ đẹp, tới mức mà cảnh sát nghi ngờ đây là hàng ăn trộm từ đâu đó. Nói đến Billy, hắn chỉ im lặng khi bị bắt và không hề lên tiếng phủ nhận như những kẻ phạm tội khác. Người nhà của Billy thì vô cùng sốc khi biết tin. Billy mà họ biết thì không thể làm ra những điều kinh khủng thế được. Khi đưa ra tòa, theo luật thì Billy phải thuê luật sư hoặc sẽ được chỉ định luật sư cho. Billy thì thuộc loại bần cùng nên được chỉ định. Và đấy là lúc chính cuộc đời hắn thay đổi. Luật sư lúc đó được giao nhiệm vụ là Judy và Gary, hai người thực sự giỏi và để tâm vào vụ án này. Họ nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Billy. Hắn bắt đầu vẽ những con búp bê treo cổ, thậm chí đã cố thực hiện ý định tự tử trong nhà tù. Hai luật sư bắt đầu lo lắng về việc Billy không đủ khả năng hầu tòa vì gặp vấn đề tâm thần. Tại sao tâm thần thì không thể hầu tòa? Bởi vì bị cáo phải hiểu bản chất của tội ác đã gây ra, hiểu đúng sai như nào và phải phối hợp được với luật sư trong quá trình bào chữa. Nếu có vấn đề tâm thần thì phải khám xem là có đáp ứng được những điều kiện trên hay không. Hai luật sư thuyết phục thẩm phán cho Billy đánh giá tâm lý. May là thẩm phán cũng không phải là người bảo thủ cực đoan nên đồng ý. Nhà tâm lý học Dorothy đã tiến hành đánh giá rất lâu, kết luận khiến cô này cực kỳ bối rối. Những kết quả cực kỳ rời rạc khó hiểu, IQ thì mỗi ngày một kiểu khác nhau, trải dài từ đần độn đến thiên tài. Đến khi kiểm tra điện não đồ thì sóng não của Billy trẻ hơn nhiều so với độ tuổi thật của hắn. Dorothy báo lại mọi chuyện cho hai luật sư. Hai người này cũng nhận ra sự bất thường trong thời gian tiếp xúc với Billy. Hắn có sự thay đổi rõ ràng ở phong thái, cách nói chuyện, chất giọng trong những thời điểm khác nhau. Lúc biến đổi còn có biểu hiện rõ ràng, tròng mắt lộn ngược vào trong, nhãn cầu rung giật. Chính người nhà hắn cũng biết đến việc Billy có thể nói nhiều chất giọng, thậm chí nhiều lúc không nhận tên là Billy. Thêm rất nhiều các bác sĩ và chuyên gia được mời đến. Ngày 12 tháng 3 năm 1978, tất cả bác sĩ đã tập trung lại để gặp Billy và kết luận rằng hắn không đủ khả năng để hầu tòa. Nhưng mà bác sĩ Harding, người phụ trách chính, thì không thể kết luận là hắn có bị tâm thần theo luật quy định hay không. Thế nên Harding được yêu cầu xác định hai vấn đề. Một là trong lúc gây án thì Billy có tỉnh táo không? Hai là hắn có nhận thức điều mình làm là sai không? Bác sĩ Harding đành chấp nhận tiến hành đánh giá tâm thần Billy trong 3 tháng. Thế là ngày 16 tháng 3 năm 1978, Billy được chuyển đến bệnh viện Harding. Trong thời gian này, bác sĩ Wilbur được mời tới để tiến hành đánh giá Billy. Bà này có 3 câu hỏi để đánh giá nhanh một người có bị đa nhân cách hay không. Có ai bảo bạn đã làm gì đó mà bạn không nhớ là đã làm chưa? Bạn từng thấy mình đang ở đâu đó mà không biết sao bạn lại tới được đó chưa? Đã bao giờ bạn gặp trường hợp thời gian trôi qua mà chẳng biết có gì xảy ra trong lúc đó chưa? Giải thích cho 3 câu hỏi trên thì thường một nhân cách sẽ làm chủ cơ thể, còn những nhân cách khác thì sẽ ngủ quên nên không biết nhân cách thức dậy kia đã làm gì. Vì thế mà việc giải thích cho Billy cũng khá khó khăn. Một số nhân cách chính trong vụ này thì có Arthur, nói giọng Anh, tính lãnh đạm, người có quyền kiểm soát nhân cách nào được thức dậy. Reagan, nhân cách nóng nảy bạo lực nhất, nói giọng nam tư, biết chữ Siberia. Tommy, chuyên gia thoát hiểm, có thể thoát khỏi căn phòng bị khóa kín. Lúc này thì bác sĩ đã xác định được tổng cộng
là 10 nhân cách. Và Billy thực sự không phải là người mà họ tiếp xúc trong khoảng thời gian vừa qua. Billy thực sự đã muốn tự tử năm 16 tuổi và nhân cách khác không muốn chết nên đã ép Billy ngủ say. Vậy thì điều gì đã khiến Billy thực sự muốn tìm đến cái chết để giải thoát? Hầu như các bệnh đa nhân cách đều có một tuổi thơ tổn thương cực kỳ mạnh. Billy cũng là một người như thế. Mẹ của cậu là một phụ nữ xinh đẹp theo đuổi sự nghiệp ca hát nhưng lại lận đận trong việc chọn chồng. Cha ruột của Billy là đời chồng thứ hai của mẹ hắn. Ông ta là một con nghiện cờ bạc, kiểm soát và bạo lực vợ con. Nhưng đây không phải là người đã khiến Billy ra nông nỗi này. Người cha ruột đã bị đuổi ra khỏi nhà và được phát hiện tự tử trên xe. Mẹ Billy đem ba đứa con quay lại với chồng cũ, nhưng mà tay này thì cũng không khá khẩm gì hơn. Cuộc hôn nhân nhanh chóng lại đổ vỡ. Đến người tiếp theo, Chalmers, thì cơn ác mộng mới thực sự đến. Chalmers cũng là một kẻ nghiện rượu chè, thích bạo lực. Nghe ban đầu thì cũng không khác gì với hai người bố trước, nhưng ẩn sau tay Chalmers này là một sự bệnh hoạn và biến thái. Ông ta tìm đủ mọi cách để đánh đập ba đứa con riêng của vợ, nhưng hai anh chị em của Billy thì chỉ bị đánh thôi, còn hắn thì phải chịu đựng những thứ mà người lớn cũng không thể chịu nổi, đừng nói là một đứa trẻ. Billy thường xuyên bị đưa đến một trang trại ở ngoại ô, nơi bị bố dưỡng cưỡng hiếp, chôn sống, ép uống nước tiểu. Thế mẹ của Billy có biết là các con bị bạo hành không? Bà này bảo là có, nhưng mà lần này bà không dám bỏ chồng như trước, vì xã hội ở thời điểm đó thì một gia đình cần có người đàn ông, cần có người lao động để kiếm tiền. Tiếc thay là mẹ Billy không phải là người phụ nữ đủ mạnh mẽ để nuôi ba đứa con. Mãi đến năm anh trai Billy 16 tuổi thì mới có thể đứng lên đuổi cha mờ khỏi gia đình. Nhưng sau gần đấy năm chịu đựng thì nhân cách của Billy đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Đó là một cách để hắn bảo vệ bản thân, vì những nhân cách khác được sống thoải mái và không có các ký ức đau buồn kia. Nhìn chung thì đa nhân cách cũng là một cách để vượt qua nỗi đau tuổi thơ của Billy. Sống quá lâu trong môi trường sống nên nhân cách của Billy bắt đầu nổi loạn, dùng chất kích thích, rượu chè, dần phạm tội bắt cóc và cưỡng hiếp, cướp của. Thế là đưa dấu vân tay vào hồ sơ tội phạm của bang. Đó là lý do mà sau này cảnh sát đã dễ dàng tìm thấy hắn trong vụ trường đại học Ohio. Đa số trường hợp trộm cướp đều do nhân cách Reagan ra tay, nhưng mà hiếp thì không. Thủ phạm là nhân cách khác, Adalana. Adalana là một nhân cách nữ có xu hướng tình dục đồng giới, nghĩa là cũng thích nữ, một nhân cách khao khát tình yêu và cả tình dục. Giờ thì căn bệnh của Billy là như vậy, vậy thì pháp luật sẽ phải làm gì với hắn ta? Bây giờ thì câu chuyện lại nghe giống một câu hỏi triết học về việc thế nào gọi là một con người. Billy không biết gì về những nhân cách khác, giống như những người khác nhau dùng chung một cơ thể. Vậy thì đấy là một con người hay là nhiều con người? Và chịu trách nhiệm là gì? Một nhân cách phạm tội thì ai sẽ là người đi tù? Các bác sĩ thì cố gắng hợp nhất các nhân cách lại với nhau và tuyên bố rằng Billy đã trở về một con người. Và thế là phiên tòa bắt đầu. Mọi người chia hẳn thành hai phe. Một bên là những bác sĩ khám cho Billy và muốn anh ta tự do. Những người còn lại thì không tin tưởng vào kết luận của bác sĩ. Dân không chuyên thì bảo Billy đang diễn. Dân chuyên thì thậm chí còn nghi ngờ chính bác sĩ đã cài vào đầu Billy suy nghĩ là anh ta bị bệnh. Giới cảnh sát thì cho rằng phạm tội là phạm tội, đi tù hết. Cơ mà theo luật thì Billy được kết luận là bị tâm thần, thế nên hắn ta hoàn toàn tráng án. Vậy thì đây có phải sự công bằng cho các nạn nhân không? Billy có xứng đáng được tráng án? Những câu hỏi này bủa vây lấy cuộc sống của Billy và câu chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Sau khi xét xử thì Billy được chuyển đến viện tâm thần Athens để chữa trị. Tại đây thì câu chuyện của hắn bắt đầu nổi tiếng. Người ta bắt đầu đến để phỏng vấn viết sách. Hàng loạt tài năng của các nhân cách được tìm thấy. Regan thì viết thư bằng tiếng Siberia, Croatia. Arthur thì là một sinh viên y học và hóa học xuất sắc, rồi thạo đồ điện tử, biết chữ Ả Rập. Trong lúc đó, bác sĩ điều trị ở Athens quay phim để cho các nhân cách khác nhau xem và họ phát hiện ra một nhóm nhân cách xấu nữa bên trong Billy. Arthur đã ép nhóm này hoàn toàn im lặng trong lần bị xử án. Cuối cùng thì họ kết luận có đến 24 nhân cách trong Billy, thậm chí có một nhân cách giáo viên xuất hiện tự nhận là đã dạy cho các nhân cách khác. Người tin tưởng thì vẫn tin tưởng, người không tin thì vẫn cho rằng đó chỉ là chiêu trò của bác sĩ và nhà văn để cuốn sách thú vị hơn. Thì chắc chắn là như thế rồi, 24 nhân cách phải câu view hơn 10 nhân cách là rõ. Nhưng đúng là bác sĩ chữa trị rồi nhà văn đang kiếm đẫm tiền nhờ Billy. Truyền thông thì lại khó chịu vì Billy giàu lên nhờ tội ác của hắn. Vụ này zoom bang đến mức bang phải đưa ra bộ luật Milligan. Mọi khoản tiền kiếm được từ Billy đều về ngân sách bang hết. Sau một thời gian chữa trị thì các bác sĩ quyết định Billy đã bình ổn nên cho phép anh ta được ra ngoài nghỉ ngơi. Thế nhưng người dân ở Athens không thích thế. Họ vẫn nhìn Billy là một kẻ hiếp dâm. Các nhân viên thì cũng tỏ ra khó chịu vì Billy kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc vẽ tranh, rồi lại lên án hắn ta có quá nhiều sự tự do với một kẻ tâm thần có tiền án tiền sự. Tòa án lại phải thay đổi luật, yêu cầu các bác sĩ phải xin phép tòa trước khi cho bệnh nhân ra ngoài. Cơ mà Billy lúc này lại phạm sai lầm, hắn ta đem rượu và chất kích thích cho một số thiếu nữ ở bệnh viện. Thậm chí có hai vụ cưỡng hiếp mà người ta thấy Billy đi cùng nạn nhân trước đó. Billy ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện Lima trong đêm, bị nhốt vào khu vực an ninh cao nhất. Nếu bệnh viện Lima được dành cho anh em thích chiếm lim thì bệnh viện Lima được miêu tả là nhà tù cho phạm nhân tâm thần, chứ không có chữa trị hay là cái gì hết cả. Cuối cùng thì Billy không có gì liên quan đến hai vụ kia.
kia, nhưng mà quyết định thuyên chuyển Billy thì dính dáng đến chính trị nên là phía bác sĩ không thể can thiệp vào. Bác sĩ ở Lima là một người thuộc phe không tin vào bệnh đa nhân cách của Billy. Cách chữa trị ở nơi này được cho là làm cho tình hình của Billy ngày càng tệ đi. Billy bắt đầu tuyệt thực để phản đối, phát biểu trên báo chí để thao túng dư luận. Các bác sĩ cũ thì tìm cách đưa hắn ra ngoài, nhưng mà các chính khách thì bảo không. Một thời gian sau khi bang đóng cửa bệnh viện Lima, Billy được chuyển đến bệnh viện Dayton. Hắn ta từ chối tham gia điều trị ở đây vì họ cũng không tin bệnh đa nhân cách. Trong lúc đó, tranh cãi liên quan đến bệnh tình của Billy chưa chấm dứt. Người ta cho rằng chính các bác sĩ can thiệp quá sâu khiến cho Billy phân liệt ra nhiều nhân cách nhờ chiêu trò thôi miên. Thậm chí đấy chỉ là trí tưởng tượng phong phú của bác sĩ, họ thực sự không khách quan mà đồng ý với mọi thứ mà Billy nói. Thực tế thì người ta chưa bao giờ thấy Reagan nói tiếng Siberia, Croatia, thậm chí lá thư viết chữ Ả Rập cũng bị một người bạn tù Ả Rập tố cáo là Billy nhờ anh ta dịch và dạy viết. Lúc này bang lại chuyển Billy về Athens với bác sĩ cũ. Người ta cũng không sợ Billy làm gì liều vì giờ hắn đã quá nổi tiếng, rất nhiều nữ sinh gửi thư bày tỏ. Thậm chí Billy đã kết hôn với em gái của một bệnh nhân khác. Cô này thề thốt với báo chí là yêu Billy thật lòng và kết quả là hai người ly hôn sau 51 ngày bên nhau. Billy sau chuyện đó thì mua một trang trại ở ngoại ô, ngày ngày sống yên bình vẽ tranh, quen được nữ sinh khác rồi lập ra quỹ từ thiện trẻ em. Có người đến làm phim với anh ta, thế nhưng cảnh sát trưởng thì không hề thích Billy. Con trai ông đã sang bắn chuồng bò nhà hắn ta, khiến cho Billy mất kiểm soát và xả súng. Hắn một lần nữa bị bắt lại, nhưng tay cảnh sát trưởng đã lén ghi âm cuộc trò chuyện với Billy để làm bằng chứng. Nhưng cái này là bất hợp pháp nên tòa phải hủy bỏ cáo buộc. Billy thì lại chuyển về trung tâm Timothy Moritz và gặp lại tay bác sĩ ở Lima. Tay bác sĩ này thậm chí còn sử dụng biện pháp kích điện để chữa bệnh cho Billy. Cuối cùng Billy quyết định chạy trốn khỏi bệnh viện. Đối với cánh nhà báo, Billy thực sự là một tên biết cách làm mình nổi bật. Cứ mỗi khi tên tuổi của hắn chìm xuống là lại có một vụ mới đẩy lên. Nhưng mà đối với Billy thì hắn đang chạy trốn khỏi dư luận, chạy trốn khỏi sự đấu đá của bác sĩ và chính khách. Billy được bạn thân Jim Murray đưa đến Colorado và để lại chiếc xe. Chiếc xe được tìm thấy ở Denver. Thế nên lúc này FBI đã vào cuộc và vụ án này thành vụ án liên bang. Billy sau đó bay đến Seattle để hẹn gặp anh trai. Anh trai gợi ý Billy đến Bellingham sống để anh em gần nhau. Billy bắt đầu cuộc sống mới với cái tên Christopher Carr. Cái thân phận này ở đâu thì trước khi đi, Jim đã đưa anh ta số an sinh xã hội với tấm thẻ có tên Christopher Carr. Billy ra chính quyền làm giấy tờ và hoàn toàn trở thành con người mới luôn. Nhờ thế mà Billy qua tới biên giới để đến nhà anh trai ở. Thế nhưng mà ông anh trai thì cũng lo lắng nên đã ghi lại toàn bộ mọi chuyện vào nhật ký, thậm chí là gọi điện cho luật sư ở Ohio. Tay luật sư bảo là ở Ohio mọi người đang rất tức giận và không hề chấp nhận Billy quay về tí nào. Dần dần Billy bắt đầu vẽ những bức tranh đáng sợ, mang về rất nhiều đồ dù không kiếm ra tí tiền nào. Dần dần thì Billy cũng hết tiền tiết kiệm. Hắn ta không có tiền mua thuốc chữa bệnh, không có tiền mua chất kích thích nên ngày càng suy sụp. Đến một ngày thì Billy gặp anh trai đòi bỏ trốn. Vì khu hắn ta ở có người mất tích nên xung quanh rất nhiều cảnh sát. Billy sợ bị lộ ra thân phận, anh trai mới gọi về cho bác sĩ ở Athens xin lời khuyên. Bác sĩ khuyên Billy đến đầu thú ở California để được bác sĩ Ralph Allison điều trị. Nếu anh ta không chịu thì kệ luôn. Billy đồng ý đến đó, nhưng khi phát hiện ra địa chỉ khám bệnh của bác sĩ Allison ở một nhà tù thì nhất quyết không vào nữa mà chạy trốn sang Florida. Tại đây hắn bị bắt khi đang gặp với luật sư lật lại vụ án mất tích ở Seattle. Thanh niên mất tích tên là Michael. Lần cuối cùng người ta bắt gặp Michael là đang cãi nhau với Billy. Người dọn nhà cho Billy thì thấy những tấm xác của Michael cùng với sao kê của ngân hàng. Ngay khi cảnh sát đến điều tra thì Billy đã đến nhà anh trai để chạy trốn như đã kể ban nãy. Hóa ra là Michael được quân đội cấp xét hỗ trợ khuyết tật hàng tháng, nhưng số tiền đã thực sự chuyển vào tài khoản của Billy. Thế nên xung đột đã xảy ra. Billy trong thời gian ở Bellingham đã thao túng Michael để lợi dụng kiếm tiền. Thậm chí sau khi Michael chết thì Billy vẫn ung dung tiêu tiền dùng xe của anh này. Cho đến tận khi bố Michael báo cảnh sát là con trai mất tích, đó là một trong những dấu hiệu của việc chống phá xã hội của Billy. Trong đống đồ Billy để lại nhà bạn, cảnh sát có tìm thấy một cái kính giống của Michael bị nhuốm máu. Nhưng mà thời đấy thì chưa có xét nghiệm ADN, thế nên là cũng không có chứng cứ thuyết phục để kết tội. Trong lúc đó, Billy được tòa án đưa về cho tay bác sĩ ở Lima. Lần này thì hắn ta tỏ thái độ gần như là từ bỏ với việc chữa trị. Hắn ta quyết tâm tuyệt thực để thu hút sự chú ý của truyền thông. Billy đã thành công khi bệnh viện mời đến bác sĩ tâm lý khác. Bác sĩ này cùng với các luật sư thỉnh cầu tòa cho anh này điều trị ngoại trú. Tòa quyết định bàn giao Billy cho bác sĩ Chu ở bệnh viện McLean để đánh giá xem có đồng ý với quyết định này không. Cuối cùng thì bác sĩ Chu tuyên bố Billy đã hợp nhất các nhân cách và không nguy hại cho cộng đồng. Billy được tự do, nhưng mà xã hội thì không tha thứ cho hắn ta. Không ai dám cho Billy thuê nhà. Bộ cải huấn thì bố trí cho hắn một chân lập trình viên. Đến tháng 3 năm 1990, Billy dọa giết bạn gái Tracy. Hắn ta đã nói là tao có thể giết hết bọn mày mà chẳng ai làm được gì tao vì tao bị tâm thần. Lũ cảnh sát đúng là khờ khạo và kém cỏi.
chúng không biết hồi tao bị bắt ở Florida, tao có giữ chiếc kính có vài vệt máu của Michael. Hắn ta còn kể là đã hại một thanh niên khác ở Logan, Ohio. Vậy thì thực sự Billy có xứng đáng được tự do với ngần đó tội ác? Hắn có thực sự bị đa nhân cách hay sự bạo lực là bản chất của Billy? Tất cả là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng mà Hollywood thì nguyện tin tưởng vào câu chuyện đó. James Cameron thậm chí còn từng đến để làm phim nhưng gặp vấn đề bản quyền nên không thành công. Bang Ohio thì bắt đầu dí Billy tiền chữa trị bao năm qua và tịch thu toàn bộ tiền lời từ việc bán sách. Đến cuối đời, Billy sống gần gia đình của em gái. Hắn qua đời vì ung thư vào ngày 12 tháng 1 năm 2014 và đó là toàn bộ cuộc đời của Billy Milligan. Và tôi là vui vẻ, tới nay The Reviewer có triển khai thêm một dự án YouTube liên quan đến phim ảnh, nơi mà chúng tôi sẽ bàn luận nhiều hơn về phim ảnh chứ không chỉ recap như kênh The Reviewer. Nếu các bạn hứng thú thì có thể tìm lấy kênh này để subscribe và theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Đừng quên đăng ký cho The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.